Vâng, và chào bác quay trở lại kênh YouTube Bò Audio. Ngày hôm nay thì trở lại kênh của em xin phép được gửi đến bác một sản phẩm, đó đầu giải mã Onkyo Dark 1000. Thì đối với những bác mà còn chưa biết tới đầu giải mã là cái gì thì em sẽ xin giải thích qua một chút. Trong hệ thống âm thanh của chúng ta thì có tới bốn cái chi tiết quan trọng nhất, đó là gì? Một là gì, là nguồn nhạc này, nguồn nhạc thân đầu nhạc, nhạc đầu vào ấy, bây giờ sử như là CD này, nhạc từ YouTube này, nhạc từ trên nhạc số, file nhạc số từ máy tính sang này, hay là nhạc đầu USB vào đó, vân 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 vân, thậm chí là nhạc Bluetooth đó. Thì cái thứ hai là gì, cái phần thứ hai đó là phần âm ly và những cái tín hiệu chuyển đổi âm thanh, và bộ phận thứ ba là loa, và cái thứ tư cuối cùng đó là nguồn và dây nguồn đó, và dây tín hiệu âm thanh đó. Thì đó bốn bộ phận quan trọng nhất. Thì trong đó thì có đó cái đầu giải mã DAC này thì là một cái bộ phận để xử lý các tín hiệu từ trên Smart TV, tức là từ YouTube ấy, hoặc là từ các cái nguồn nhạc như Spotify hay là những file nhạc số từ trong máy tính sang đó. Thì Onkyo DAC 1000 đó là một trong những cái mà đầu giải mã thuộc hàng gọi là phân khúc tầm trung. Tuy nhiên là nó lại mang một cái khả năng giải mã cực kỳ cao, như bác có thể nhìn thấy là mặt trước đây nó có tới khả năng giải mã 192 kHz trên 32 bit đó. Thì ở đây là có những cái nút bật tắt nguồn này, nút chuyển đổi các chế độ. Thì con Onkyo DAC 1000 này nó có một cái tính năng rất là hay, đó là nó có thể giải mã được tới 32 bit. Ở trên thị trường các bác đang nghe nhạc bây giờ thì hầu hết là các file nhạc mà tầm cỡ thế giới thì chắc gì đếm trên đầu ngón tay được, như một số album được có thể có nhạc tới 32 bit thôi, còn hầu hết là gì, là sẽ là 24 bit, thậm chí là 16 bit đó. Do đó là lưu ý, và hiện tại là ở Việt Nam bây giờ cái mà sản phẩm mà bán chạy nhiều nhất ấy, mà đánh nhạc được 32 bit có lẽ có thể nói số 1, có thể nói là đó là chỉ có thể nói đến Sony HF1, và phân khúc của con đó thì trên khoảng tầm 15-16 triệu gì đó. Sony HF1, tuy nhiên là con này chỉ dưới 10 triệu với mức giá là 8 triệu rưỡi. Nó có thể xử lý âm nhạc tới 32 bit đó. Thì ở trên YouTube các bác có thể hình dung rằng ở trên YouTube có rất là nhiều những cái file nhạc người ta tải lên. Giả sử như kênh nhạc của ca sĩ Phương Thảo em đang nghe đây thì có thể là người ta tải nhạc lên ấy, nhạc chất lượng cao, và chúng ta đưa xuống thì nó không đọc ra hết được âm thanh chi tiết từ cái YouTube này. Do đó là cần tới một cái đầu giải mã để đọc tín hiệu ra. Hoặc là âm ly hay những đầu CD các bác nó chỉ đọc được tới 24 bit thôi, nhưng một số file nhạc người ta tải lên nó tới 32 bit. Thì chúng ta cần đầu giải mã như thế này để đọc tín hiệu ra đó. Thì bây giờ ngay bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác cái chiếc đầu giải mã này, có thể nói là rất hợp lý trong giá tiền. Em thấy nó là rẻ, bởi vì tầm này 32 bit thì dưới 10 triệu chắc chả có cái nào đọc được 32 bit mà dưới 10 triệu đâu, rất là ít, hiếm lắm đó. Bây giờ sẽ quay các bác xem nhé. Ở mặt trước các bác có thể nhìn thấy rằng nó có một cái nút standby để tắt nguồn này, rồi power off này, có những chế độ như là chế độ coaxial này đó, đồng trục này, USB này, rồi MBU, optical, hai đường optical đó. Bây giờ sẽ quay mặt soi cho các bác quan sát luôn để về cái chiếc Onkyo DAC 1000 này. Thực sự là nó rất là hợp lý, bởi vì là đây là một chiếc hàng xách tay từ Nhật về, đó. Quay chờ một chút, nó hơi chặt một chút đó. Còn có nhìn rõ không ạ? Đây. Đấy, thì tín hiệu sẽ được lấy từ đường quang này, qua đường quang trên đường TV xuống này, và xuất ra đường RCA này, xuống cái âm ly ở dưới này, em đang để ở dưới đây, và ra loa. Đấy là cách chơi nhạc cơ bản nhất để chúng ta có thể nghe từ YouTube. Tuy nhiên là lời khuyên của em cho các bác là các bác chơi nhạc từ YouTube ấy, thì có một cái nhược điểm là chúng ta không thể biết được đâu là nhạc chất lượng cao, đâu là nhạc chất lượng thấp. Có thể nghe thì chúng ta biết thôi, nghe và cảm nhận thì nhiều khi là có người cảm nhận được, có người không cảm nhận được. Bởi vì vậy, để chúng ta khai thác tốt nhất nhạc số ấy, nói đến chơi đầu giải mã thì các bác phải hình dung được tới nhạc số, thì các bác nên sử dụng nhạc từ máy tính sang, tức là phát nhạc từ máy tính sang. Thì con Onkyo DAC 1000 có một đường rất là hay, đó là đường USB PC DAC từ máy tính, và các bác hãy kiếm cho mình một cái kho nhạc số chất lượng cao từ những người chơi nhạc số, hay là hội yêu nhạc số, hay thậm chí là mua nhạc số 500GB hay bao nhiêu GB, hay là mấy T đó, ở trên những cái người bán nhạc số chất lượng cao ấy, thì tuyển chọn những cái file nhạc số chất lượng cao đó về và nghe qua đường USB DAC. Đối với con Onkyo DAC 1000 này thì em nói thật các bác là sự hưởng thụ tuyệt vời luôn. Một là gì, là giảm chi phí cho các bác, để các bác có thể đỡ tốn kém cho CD,
đấy. Hai là gì? Hai là nó có thể đưa thêm những cái tính năng, những cái sở hữu, tức là những cái trải nghiệm âm nhạc mới, những cái trải nghiệm âm nhạc mới đối với các bác mà muốn trải nghiệm nhạc số và muốn tận tận hưởng cái ngoài CD ra, các bác có thể tận hưởng thêm nhạc số. Thì OnQ đã 1000 này nó có thể giải quyết tất cả mọi thứ, đó là tất cả các file nhạc 3 từ 18, 22, 16, 24 bit, 32 bit nó đều đọc được hết. Đấy, thì các bác cho vào một cái máy tính của mình ấy, phát qua đường USB DAC này, rất là hay các bác nhé. USB này, đấy. Lát nữa thì em sẽ test cho các bác cái chất lượng âm thanh từ máy tính sang, thực sự là rất tuyệt vời luôn. Đó. Ngoài ra thì nó có thêm hai đường coil serial để các bác có thể nối từ những cái tín hiệu đầu vào, như là thậm chí là những cục Bluetooth. Con này nó không có Bluetooth, các bác muốn dùng đường Bluetooth, những cục Bluetooth chất lượng cao ấy thì nối vào đường coil serial này cũng được, có thể phát được Bluetooth luôn. Đó, đường ba lăng, vân vân. Con này thì là điện 100V sách tay từ Nhật về với mức giá là 8,5 triệu, thực sự là quá rẻ trong một chiếc đầu giải mã. Còn các bác tất nhiên là có những đầu giải mã mà thời ngày xưa các bác đang dùng 2-3 triệu hay 4-5 triệu ấy, thì ngày xưa những cái phần, những cái chip ngày xưa nó đọc về tín hiệu nhạc số thì nó không còn phù hợp với bây giờ. Em nói thật là không còn phù hợp với bây giờ nữa, nó đọc không thể tốt ở những thiết bị giải mã nhạc số bây giờ, bởi vì càng ngày những cái file nén nhạc chất lượng cao nó càng phong phú, càng đa dạng, do đó nó sẽ không còn phù hợp nhiều nữa. Đấy, cho nên là các bác hãy sử dụng những sản phẩm, chơi sản phẩm DAC mà nó có cái tính tức là cái tính hiện đại, cái tính công nghệ nó cao, để các bác có thể chơi và sử dụng được rất nhiều file nhạc và nó đáp ứng được những nhu cầu nghe nhạc của mình. Coi nha, thì trong cái con OnQ DAC 1000 này thì là lời khuyên của em cho các bác rằng các bác hãy chơi nhạc qua đường USB là chuẩn nhất, là âm thanh nhạc cao nhất. Đó là lời khuyên của em, các bác hãy kiếm cho mình một cái file nhạc tốt, nhạc xịn, mua hay là sưu tầm ở những đâu đó, hay là xin bạn bè, tất cả mọi thứ để chúng ta có một file nhạc chất lượng cao tốt nhất và trải nghiệm nó qua đường USB DAC này. Tuy nhiên là khi các bác chơi qua đường USB này, các bác phải cài driver cho nó các bác nhé. Tức là khi các bác muốn cài ở trên máy tính ấy, các bác phải tải driver nó về. Đối với Win 10 như em đang dùng đây thì hình như là nó không cần driver đâu. Win 10 em cắm phát được luôn, nhưng một số Win như Win 7 trước đây, máy tính của em có cài Win 7 thì em phải cài driver của nó. Các bác lên trên mạng gõ OnQ DAC 1000 driver thì nó sẽ ra một số gợi ý để mình tải về. Mình sẽ có một số cái hướng dẫn để cài. Khi cài thì phải cắm trực tiếp vào, cắm trực tiếp dây vào và cài trực tiếp trên máy tính luôn thì nó sẽ nhận luôn. Đấy. Con này có cả một đường quang ao các bác nhé, một đường quang ao rất là tuyệt vời. Đấy. Thì ngay bây giờ thì em sẽ mời các bác lắng nghe đến cái chất âm từ máy tính sang. Em về được hai chiếc các bác nhé, hai chiếc rất là đẹp. Đấy, hai chiếc rất đẹp, nước còn rất là đẹp các bác nhá. Đây, hai chiếc. Đấy, rất đẹp cho các bác xem. OnQ DAC 1000 thực sự là quá rẻ cho một chiếc DAC. Bởi vì là bây giờ DAC thì tầm trung các bác mua cái nhận thì tầm mười mấy triệu rồi. Dưới 10 triệu thì ít sự lựa chọn lắm. Em nói thật. Mà những cái đầu giải mã ngày xưa MD kiêm giải mã thì nó cũng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thôi, nó sẽ không khai thác hết được cái chất lượng từ nhạc số. Đấy. Chỉ là hội khai thác được điểm mạnh nhất của nó là khai thác từ tín hiệu từ TV xuống, còn khai thác từ các file nhạc số từ máy tính sang hay là từ những cái đầu music server ấy, thì nó sẽ không khai thác hết được. Đơn giản là ngay bây giờ thì sẽ mời các bác là nghe một đoạn chất âm đến từ OnQ DAC 1000. Thì trước tiên muốn nghe chúng ta sẽ chuyển về đường USB. Đây USB đây. Ok, bây giờ em sẽ mời các bác lắng nghe cái từ máy tính sang. Các bác chờ một chút nha, em sẽ phát. Ok, rồi.
Thank you.